Ok, thì trong video ngày hôm trước mình đã nói xong về cái bảng 1 của TCVN 4513-1988 nha, đối với nhu cầu dùng nước cho một số đối tượng và một số khu vực. Thì trong hôm nay là cái bảng 1 đã xong rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn, mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn một cái tiêu chuẩn mới, đó là tiêu chuẩn xây dựng 33-2006 nha, của Bộ Xây dựng nha các bạn. Cái tiêu chuẩn này nó có cụ thể ở trong này là các bạn cần chú ý đến hai cái bảng, đó là bảng 3.3 nha. Đây. Và bảng 3.4. Thì chỉ cần chú ý hai cái bảng này thôi. Cụ thể là trong cái tiêu chuẩn xây dựng 33-2006 thì các bạn cần chú ý hai cái mục này, nó có liên quan tới nước thôi nha. Thì đầu tiên là mục đích dùng nước là rửa nha. Ở đây là rửa và tưới thôi. Thì rửa bằng cơ giới này, mặt đường và quảng trường đã hoàn thiện. Khi mà cơ giới là dùng máy để rửa, dùng xe để rửa đó mà đã hoàn thiện rồi nha. Cái công trình đã hoàn thiện rồi á, thì một lần rửa các bạn lấy cho mình là từ 1.2 đến 1.5 lít trên mét vuông à, cái này tính theo mét vuông, thì cái đó bao nhiêu mét vuông thì cứ lấy con số này nhân lên là sẽ ra tổng lượng nước nha. Cái thứ hai đó tưới bằng cơ giới mặt đường và quảng trường đã hoàn thiện. Hàng này giống nhau rồi ta, à cái phía trên là rửa còn cái này là tưới à, trên là rửa rửa cho sạch, còn này là tưới, thì tưới cây ha. Tưới mặt đường thì lấy từ 0.5 đến 0.4 lít trên mét vuông nha. Này thấp hơn một nửa nha. Cái thứ ba đó là tưới bằng thủ công. À, cái này là lấy vòi nè, ống mềm, rồi có một cái người công nhân người ta đứng rửa nè. Vỉa hè và mặt đường hoàn thiện là mình lấy là 0.4 đến 0.5 nha. Cũng bằng phía trên. Cũng bằng với cái phần mà tưới. Tiếp tục đó là tưới cây xanh đô thị thì dùng 3 đến 4 lít trên mét vuông. Một lần tưới nha. Tưới thảm cỏ bồn hoa là 4 đến 6 lít trên mét vuông. Tưới cây trong vườn ươm các loại là từ 10 đến 15 lít trên mét vuông. Đây ở đây họ sẽ có một cái ghi chú, đó là một nè. Khi thiếu số liệu về quy hoạch đường đi cây xanh vườn ươm, có nghĩa là mình không xác định được cái diện tích hay là số liệu diện tích của nó, thì lưu lượng nước để tưới theo sẽ được tính theo dân số, lấy không quá 8 đến 12% tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt nha. Có nghĩa là mình sẽ lấy cái tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt cho cái số dân ở đó và không quá là 8 đến 12% nha. Rồi bây giờ tới một số 2 ghi chú là trong khu công nghiệp có mạng lưới cấp nước sản xuất thì nước tưới đường, tưới cây được phép lấy từ mạng lưới này. Có nghĩa là tưới đường, tưới cây được lấy từ mạng lưới mà cấp nước sản xuất luôn. Nếu chất lượng nước phù hợp với cái gì che mất tiêu, đây đây đây, phù hợp với yêu cầu vệ sinh và kỹ thuật trồng trọt ha. Ok, cái mục 3.6 này nè, số lần tưới 1 đến 2 lần xác định theo điều kiện địa phương, cái này không sao. Rồi cái mục quan trọng đó là mục 3.7, nói về cơ bản 3.4 nè. Tiêu chuẩn nước cho nhu cầu sinh hoạt trong cơ sở sản xuất công nghiệp phải lấy theo bảng 3.4 à, tiêu chuẩn dùng nước cho nhu cầu sinh hoạt trong cái cơ sở sản xuất công nghiệp á, trong khu công nghiệp á, là lấy cái nhu cầu mà sinh hoạt đó nha, là phải được lấy theo cái bảng này. Ở đây thì người ta sẽ có là loại phân xưởng này, cái cột loại phân xưởng này thì tính theo phân xưởng tỏa nhiệt trên 20 kcal trên mét khối trong 1 giờ đó, trên mét khối thì tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt trong cơ sở sản xuất công nghiệp tính cho một người trong một ca, lít trên người trong một ca là 45 lít. Hệ số không điều hòa giờ là 2.5. Và các phân xưởng khác là 25 lít. Và hệ số điều hòa không điều hòa là 3. Đó, bạn chú ý nha. Có nghĩa là phân xưởng tỏa nhiệt trên 20 kcal trên mét khối trên 1 giờ là mình phải lấy được cái thông tin này. Chỉ cần trên 20 kcal thôi là mỗi người là 45 lít trên người trong một ca, trong một ca nha. Còn lại là 25 lít. Ok. Vậy thì mình đã nói xong về cái phần là nhu cầu dùng nước, tiêu chuẩn dùng nước, nghĩa là này là tiêu chuẩn dùng nước cho các đối tượng á. Thì cả hai cái các bạn cần chú ý, bây giờ mình đang tóm tắt lại ạ. Cái đầu tiên là các bạn phải chú ý cho mình là cái bảng 1 của tiêu chuẩn Việt Nam 4513-1988. Bảng 1 này sẽ thể hiện tất cả các đối tượng bình thường ở bên ngoài đó. Nhu cầu và tiêu chuẩn dùng nước của các đối tượng đó
sẽ được thống kê trong cái bảng 1 đó. Và mục thứ hai các bạn cần chú ý cho mình đó là cái tiêu chuẩn xây dựng 33-2006. Các bạn chú ý cho mình là bảng 3.3 là nói về nước rửa và nước tưới mặt đường nha. Bảng 3.4 sẽ nói về cái lượng nước, tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt trong cái khu công nghiệp đó. Thì người ta tính theo cái nhiệt độ, nhiệt lượng tỏa ra thôi. Ok, vậy là xong. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Nhớ nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông để mà theo dõi những video mới nhất từ kênh của mình nha. Bye bye.